mà làm cái ảo thuật này cho các bạn. Thì đầu tiên các bạn thì tôi sẽ gắn một quả bông trong đây nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Đó, sau đó các bạn trùm lên đó, các bạn thấy không? Trùm lên là giống y cái đông ngựa thấy không các bạn? Đó. Ok, thì hôm nay thì tôi chỉ chia sẻ như vậy thôi các bạn. Thì nếu như các bạn thấy video này hay, hãy đăng ký và ủng hộ tôi nha. Bye bye.